Hoàng Lịch Triệt xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay rất là tuyệt vời, tôi lại quay về Đà Nẵng, thành phố đáng sống. Và bây giờ thì đang đi tham quan các cái nhà vườn. Và đây thì có một cái vườn cây rất là đẹp mà đoàn bonsai xuyên Việt cũng đã rất là ấn tượng khi đến thăm vườn này. Hello. Xin được kính chào tất cả quý vị, các cô chú và các anh chị ạ. Hôm nay thời tiết đang rất là đẹp và không biết là mọi người khi mà xem cái video này ạ thì có thấy không gian này quen thuộc hay không ạ. Và ngày hôm nay thì anh chị em đang có mặt tại nhà vườn Công Thuấn. Và Đà Nẵng là một nơi mà có thể gọi là khí hậu thật là tuyệt vời. Và khi bước chân vào nhà vườn Công Thuấn thì sẽ lại là một lần nữa tất cả các cô chú các anh chị em được nhớ lại cái không gian rất tuyệt vời nơi đây trong quá trình mà hành trình bonsai xuyên Việt đã đặt chân tại đây. Và bây giờ không biết thì cảm xúc của mọi người có còn nguyên vẹn như khi mà chúng ta thực hiện cái hành trình bonsai xuyên Việt đó không. Thế nhưng mà để gợi lại tất cả những cái kỷ niệm thật là đẹp đó trên hành trình bonsai xuyên Việt thì ngày hôm nay xin được gửi tới tất cả các cô chú và các anh chị đang theo dõi video của kênh YouTube Nghệ Thuật và Bonsai những hình ảnh mới nhất tại nhà vườn Công Thuấn. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn MC Phương Hoa. Nghệ Thuật và Bonsai cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn. Chúng ta sẽ đi ngắm cây thôi. Tại vì cái quá trình mà chúng ta đi xuyên Việt tới đây thì không được ngắm kỹ. Hôm nay thì soi kỹ hơn để cho quý vị, các bạn, anh em có thể giao lưu. Cái mục đích chính là thúc đẩy thương mại. Về đặc điểm thì khi mà người ta đã đặt tên là nhà vườn thì cái tính chất là tính chất thương mại nhiều. Quý vị, các bạn, anh em mà thích bất kỳ cây nào thì ở đây cây nào cũng có thể giao lưu, không có chừa cây nào hết. Chủng loại cũng rất là đa dạng. Trong cái vườn của anh Công Thuấn thì có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng, nhiều người biết. Một lát nữa thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sau. Nó cũng là một cây me. Và đây cũng là một cái cây me. Nếu nói về cây mai thì đây là một trong những cây mai rất là quý. Cụ mai. Nó quý như thế nào thì quý vị tự cảm nhận. Thứ nhất là cái hệ thống bệ rễ này. Và cái thân tháp. Rồi nhánh tàn. Chắc là không đến 10 mét đâu. Nhìn rất là cao. Nhìn rất là lực lưỡng. Thiên nhiên. Đấy, đứng đây thì thân này thì cỡ phải đường kính trên 40. Đấy, thì Phương Hoa bé tí tẹo. Em đứng đây là em bé tí bé tẹo đấy. Bác nào mà thích sưu tầm mai nhá, chơi những cái mai khủng quý như thế này thì ấy luôn. Ở trong này thì cái phong cách chơi khá là đa dạng. Vì cũng là cái việc thương mại thì đáp ứng được đa số các nhu cầu. Và phong cách chơi của người miền Trung, miền Nam cũng khác. Ngắm một chút cây đề. Bất kỳ với quý vị, đây là cây đề anh Thiệp đang nói là muốn đưa về Bắc để cho nó hợp với cả khí hậu hơn. Cái đề này làm cái tàn cho nó mịn mịn chút là đi chơi vô tư. Ở trong này cũng có những cây xanh. Không biết là những cây như này thì có hợp phong cách ngoài Bắc hay không. Tức là chúng ta đang nói là cũng có chơi.
thế túc, cây si, cái này là người ta làm theo kiểu lối ở trong miền miền Nam. Cái dăm nó dày nên là cái lá nó nhỏ. Dáng rất là đẹp. Có một cái cây bông giấy Mỹ rất đặc biệt. Dáng rất là quái. Cái dễ này nó to lực. Trông nó lực lưỡng. Mà nó có nhiều cái điểm chạy nhũn. Đẹp. Chơi cái bông giấy này thì tuyệt vời luôn. Bộ tản trên làm thì cực mịn này. Này có không gian này kìa. Không gian này bông giấy này nó ra kín hoa. Chấp hết. Quá đẹp. Cái cây hoa giấy Long Vân Quần Mộc của anh cũng là cái dòng giấy này, giấy Mỹ. Nó ra rất nhiều hoa. Cái cây này thì thân nó to, tàn nó rộng. Cây này chơi chơi hoa rất đẹp. Nó cao được cái độ khoảng 1-2 mét tính từ mặt chậu. Cây linh sam. Rất tiếc là cái cây ngâu này nó đã gọi là cụ đi chân lạnh toát mất rồi. Không biết là mọi người khi về nhà vườn Công Tuấn thì như thế nào, chứ em vừa bắt đầu đặt chân đến đây là em đi tìm cụ ngâu này luôn. Thế nhưng mà khi mình nhìn thấy cụ đi chân lại toát như thế này thì thực sự rất là buồn. Và có hỏi anh ấy lý do là tại sao, thì đó là anh ấy muốn đổi một cái chậu đẹp hơn, nhưng thay đúng vào những cái ngày mà nó bị lạnh. Thế xong rồi thời tiết ở vừa rồi trong trong ngày nó cũng bị lạnh, thế là thôi. Thế là cụ đi chân lạnh toát. Tiếc thôi là tiếc. Tiếc cụ ngâu. Thế mà Trang vỗ tay thật lớn ạ à, để chào đón Nguyệt Thủy Chân Minh ạ à. Đây là một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng tại nhà vườn Công Tuấn ạ à. Không biết thì trong những video mà đã được đăng tải trên các nền tảng thì quý vị có nhìn thấy là Nguyệt Thủy Chân Minh ngày hôm nay là có cái điểm gì lạ hơn không ạ? Anh Thiệp có thấy nó lạ hơn không ạ? Lạ hơn á. Anh vừa tưới nước xong cũng thấy da nó thật là đẹp. Có hỏi anh Tuấn thì anh Tuấn nói là mới spa. mới spa sạch sẽ cho người từ chân rất đẹp. Ở mỗi một lần nhìn thấy tác phẩm này thì lại thấy nó có một cái điểm mà không biết quý vị có giống em không, nhưng mà lần trước được đứng cạnh người từ chân Minh để chụp ảnh thì thấy cảm xúc nó khác, nhưng hôm nay đưa về cái không gian tại vườn nhà thì lại thấy nó có một cái gì đó nó khác mà làm cho mình ngắm mãi không chán, ngắm mãi mà vẫn tìm ra cái điểm đáng yêu hơn, theo kiểu cũng như là càng ngắm càng đắm càng say. Thực ra thì chúng ta đi xem thì gặp rất là nhiều cây me, đặc biệt là vào trong miền Nam thì có nhiều những cây me khủng, nhưng mà cái cây me mà nghệ thuật nó đẹp, nó có cái hồn được như cái cây này thì là quá hiếm luôn. Nó là một cái cây bình thường người ta hay khai thác ở trong rừng, là những cây me bự
những cây me để làm cái bonsai mà nó đẹp như thế này, đạt được một cái tỷ lệ rất là ok từ bệ này đó, thân này. Cây me thì nó không thể đòi hỏi như là nó nu nhiều như là những cây khác được. Và lên trên là như quý vị các bạn thấy là những cái tay chốt rất là to, nuôi được cái tay chốt mà cắt chuyển như này thì rất là lâu đó, là xong rồi lại thêm một bộ tàn chi cành uốn mà nó mềm mại như thế này, là bộ tàn rất là thiên nhiên, chạy chạy đều như thế này, như là như cái dòng nước chảy đều. Rồi đây là cái tỷ lệ thân này giữa các cái nhịp chuyển thân lên đến tận cổ, và nó rất là tỷ lệ chứ không phải là cắt một cái điểm to và lên cái điểm cổ bé tí. Như cái này nó đạt được một cái tỷ lệ là tỷ lệ vàng trong cả thân cành chi bông răm. Nói chung là một cái tác phẩm đạt được một cái tính hoàn mỹ rất cao. Cái tác phẩm này thì nó hơi cao nên là chúng ta sẽ phải đứng khá xa một chút mới ngắm hết được. Đấy. Rất đẹp. Ngắm tứ diện tác phẩm me tuyệt của Nguyệt Thủy Chân Minh này nhé. Nguyệt Thủy Chân Minh là tên mà Hoàng Nguyệt Thiệp đặt. Ý nghĩa cơ bản của nó là khi mà chúng ta soi bóng nước thì thấy một cái ánh trăng, trăng thanh sáng giống như dáng của người phụ nữ soi dưới ánh trăng và nhìn ra bóng nước, một người phụ nữ gọi là đạt được cả cái chân thiện mỹ. Rất đẹp. Cái đoạn thân sau này nó chuyển mình rất đẹp như một người phụ nữ đang đứng. Rất trân trọng tác phẩm đẹp nổi tiếng Đà Nẵng. Chúng ta cùng ngắm thêm một số cái tác phẩm cây khác nữa. Cây linh sam chụp rất là đẹp, thân lũa. Cho những cây này là những cái cây nghệ thuật. Thân lũa mệnh đời còn lại. Linh sam vẫn kiên cường đúng không ấy? Rất kiên cường. Wow. Một cái xi mà anh Công Thuấn anh rất là tâm huyết làm cái bộ tàn bông cực kỳ đặc biệt. Tác phẩm này nó hoàn mỹ, tức là nó đạt được những cái độ chỉn chu từ cái rễ nhỏ nhất. Cái rễ này ở đây thì mọi người gọi là những cái rễ 24 giờ. Đi luôn chứ. Không đưa mày lên bỏ quầy luôn trên bài mẹ nó rồi. Đúng. Đưa lên bỏ quầy trên bài mẹ nó rồi. Lắp thêm cái tủ kính nữa thầy.
Rồi chị em nhà kia tình cảm chưa kìa. Lâu lâu mới được ôm nhau ạ. À. Mọi người có biết đây là hoa khôi gì không? Hoa khôi của nhà vườn Công Thuấn. Hoa khôi nhà vườn Công Thuấn. Quá đẹp, một tác phẩm si đấy, si đài. Tuyệt vời. Nhưng mà cái rãnh nó cũng hay bị nước ấy, nó bị đập vỡ. Wow. Có cây mài già chưa? Rất đẹp. Chào thầy. Đây một tiệm cảnh ông bộ thì đưa vào hình ảnh. À, à đúng rồi. Đi Quảng Ngãi đấy ạ. À đấy hả? À, thầy đang xếp đây à. Tiểu cảnh có cả thuyền đấy. Cái này đến nơi thì mới thả nước chứ đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Hôm trước tại triển lãm mai vàng ấy, hôm đấy là có thi cái tề có giải không? Đồng rồi đó. À, thi chương đồng nghe. Tiểu cảnh ở trong này làm rất đẹp. Đặc biệt. Của nghệ nhân Nguyễn Văn Trắng. Nguyễn Văn gì ạ? À? Nguyễn Văn Trắng. À, Nguyễn Văn Trấn. Trắng, Trắng Hưng. À, Trấn Thủ. Rất thiên nhiên. Cái túc, cái túc. Rừng trúc này. Rừng trúc. Sao lũy tre làng đó. À, sao lũy tre làng. Rất là ý nghĩa. Tác giả mới làm 2 ngày đi trưng bày cho vui. Mới làm có 2 ngày ạ? À? 2 ngày thôi. À, 2 ngày ra tác phẩm rồi. Ra tác phẩm nó trong để trưng bày cho đẹp. Rất độc đáo. Đúng là sáng tạo. Không giới hạn. Ok, ngắm thêm một số cái cây và tác phẩm nữa trong nhà vườn Công Thuấn. Để xem là quý vị các bạn thấy ưng cái cây nào giao lưu với anh cho vui. Cái trứng gà. Đây là hoa. Hoa đấy, hoa lê kima đấy. Hoa lê kima đấy. Hoa lê kima ngày xưa mình cứ sâu đấy đúng không? Đây là một trong những cái cây mà thật sự là thời gian vừa rồi thì thấy rằng thời gian vừa rồi nó đang gọi là đang hot. Ở đây thì lại có cái cây trứng gà tuyệt đỉnh như thế này. Rất là quý. Cái nu này là nó cây trứng gà này dáng bay mà nó lại là bonsai nó mới đẹp. Mà rất nhiều hoa nhá. Chi chít luôn. Khi mà làm được bonsai thì cái tàn nó sẽ dày. Thế còn nếu bình thường là mình làm kiểu cây bóng mát ấy là thường thường những cây trứng gà này làm cây bàn trà chỉ đặt trang trí đơn giản. Cái cây này thì nó lại vượt trên cái tầm ấy rồi, nó là cái dòng bonsai rồi. Nhưng mà ngồi uống trà dưới cái tàn này thì
lắm anh ạ. Ừ đấy. Làm cái bàn trà ngồi đây này tuyệt vời luôn. Ừ. Cái trứng gà đặc biệt. Nói chung là nếu mà nói về đồ thì cái này nó là đồ bonsai và trứng gà là quý. Nó phải là quý hơn là cái cây, cái cây trồng trang trí sân vườn bóng mát. Này mà cây góc sân nhà mình ngồi uống trà. Chấm hết. Không biết là giá cả thì bao nhiêu. Quý vị các bạn liên hệ trực tiếp với anh Công Thuấn nhé. Rước cái cây trứng gà này về Bắc chơi. Đang hot. Quá chất đấy. Cái gà này quá chất. Đây, đường kính này nó cỡ ở đoạn này nó phải tầm gần 40. Quanh trên 100. Thân trên chỗ này nó phải tầm 28. 30. Rất to. Ở đây có cây si này đẹp này. Điệu. Gà to thì nhấc cây trứng gà đấy về. Anh đang nuôi lại. Ừ. Ừ, đây. Sáng nó rất là điệu, rất kỳ, nghệ thuật cao. Với cốt xì thân rất là lực. Ở đây thì cả vườn anh Công Thuấn cũng sẽ đăng ký một gian hàng trên sàn thương mại, sàn sinh vật cảnh. Ta sẽ đưa các cái cây và cái tác phẩm ở đây lên để giao dịch. Ôi, cây xanh này, cái bệ đế này chấm hết, rất già. Ở đây có một cái cây, cây ruối này, cái cốt ruối này rất là hay, chắc là đẹp hơn cái cốt ruối của Nam đấy. Ruối mà. Ừ, cái này méo, méo mó, thân đặc biệt. Méo mó gần quốc. Ừ. Cái này mà làm kỹ là nó cũng đẹp đấy, thành bonsai quý. Soi hết cả vườn của anh Thuấn luôn. Cái xúc. Dáng đẹp nhỉ. Cực già. Ừ, già lắm. Cái này mới già. Kéo. Già đã khủng. Wow. Cái lượng cây của anh Thuấn này nó quá nhiều. Nhiều quá. Dáng cây mai đẹp không? Rất dị. Cây bạch tuộc vườn này thì rất là nhiều cây mai nhỏ nhỏ này yêu. Khả năng Tết năm nay sẽ làm một chuyến mai
chuyển Mai ra Bắc, phối hợp với anh Thuấn thì xem là hoặc là mình có cách nào để đưa cây mai lên thương mại nhỉ? Đưa lên sàn. Đưa lên sàn đi, để đỡ bởi vì di chuyển đúng không? Này, cây mai này ráng long này, mua cây này chơi. Anh rất thích những cái cây ráng như thế này. Thật sự là cái này đẹp đấy, cái này rất đẹp luôn. Ừ. Mua cho mất cây luôn, không còn cơ hội. Một cái là mình mà mua thì anh ấy lại mua lại bán rẻ thì là anh ấy thiệt. Cái cành này sao nó lại xù ra thế này nhỉ? Xù thế này là anh ấy chấp đấy. Mà chắp hoặc là đục như nào đấy là tự cái cây mai này nó vậy. Chạm vào đến đâu nó lại xùi ra đây. Đây cái này thế. Nó mọc cái bung cái mầm nó ra xong nó lùn được cái chỗ này thôi. Rất nhiều những gốc mai đẹp. Bonsai. Tuyệt vời luôn. Ở trong này thì chủ yếu là những cái gốc mai, cây mai. Bên này cũng còn rất nhiều này. Ừ, bây giờ cho cây đi Quảng Ngãi. Chờ mình vào rồi mới đi đấy chứ. Cây me to. Cũng cho cây me đi luôn à? Ai chà. Thế thì chơi gấu đấy. Ok, vào soi nốt cái dàn trong này. Cây này dáng cũng đẹp nhưng sẽ cần một cái chậu cho nó bay cái gốc ra nữa. Không biết quý vị thế nào mà Hoàng Đình Thiệp đã nhắm được một số tác phẩm rồi nha. Cây này cũng được này, dáng này bay này rất đẹp. Rồi những cây trực này cũng được, làm cái tàn nó thật là đẹp, sẽ ok. Đây như là một cái kho phôi mai, mai vàng kỳ dị. Chị Hiếu chỉ mua bánh tráng rồi đấy, bây giờ anh em có ok. Rồi, tạm biệt quý vị đi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuỗi video tiếp theo khi mà anh em chúng tôi đang có lịch công tác tại Quảng Ngãi. Chia sẻ những cái giá trị của anh em miền Trung đến với cộng đồng anh em ok nha. Goodbye. Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn.